vinh niềm ta trở về. Tuổi trẻ chúc lắm chúng ta mau đoàn kết, dù rừng cao duyên hay đồng bằng, dù bắc trung nam ta kết một lòng, nguyện cùng tu tâm hướng lòng vị trí. Dù gian nguy ta nguyện tiến lên, rừng xây nên con sông lục hòa, chúc là mời con đường đi tới một lòng rừng xây. Bản thân ngay ta cùng kết xen, cùng rừng xây Phật pháp vào đời, đinh nhi mời con nguyện ghi nhớ thầy tổ truyền lưu. Tuổi trẻ ta ơi mau đến đây kết đoàn, học tập hăng say chúng ta xây đời mới, nhờ công ơn cha mẹ tổ thầy, nhờ tứ an thăm con quyết nguyện đền, nguyện cùng tu tâm hướng lòng vị trí. Dù gian nguy ta nguyện tiến lên, rừng xây nên cuộc sống lục hòa, chúc là mời Phật hoàng khai sáng rằng người truyền lưu. Bản thân ơi ta cùng kết xen, cùng xây đắp Phật pháp vào đời, đinh nhi mời xuôi nguồn ta đo đời đời giang soi. Hello Bảo Phát, xin chào tất cả quý cô chú anh chị Phật tử và các đạo tràng chùa Viên Giác cũng như là chùa Viên Nghiêm. Thì hôm nay Bảo Phát có mặt tại tổ 35C khu phố 11 phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì đây là trước mặt Bảo, đây là một cái khu một cái con đường đi vào ngôi chùa đạo tràng chùa Tân Phong. Thì đây con đường này từ là hướng cây xăng 26 chạy vào đây 2 km. Thì phía trước Bảo đây là của ngôi chùa Biên Giác. Thì từ cây xăng 26 chạy vào đây là tầm khoảng 2 km, thì chúng ta tới vị trí của ngôi chùa. Thì ở đây vì cô có một cái bảng tên đây quý chị ha, quý chị nào không biết thì ở đây có một cái bảng tên, đó là khu B tổ 35C khu phố 11 phường Tân Phong. Đây quý chị ha, 100-11 này đó, 100-11. Thì bây giờ Bảo Phát sẽ quay toàn bộ cái cảnh khuôn viên ở ngôi chùa Tân Phong đây cho quý anh chị mình cùng biết, để mà sau này quý anh chị mình có đến đây để mà lễ Phật, đảnh lễ Phật hay là phụ giúp làm công quả gì ở chùa ha. Thì Bảo Phát mời mọi người đi vào bên trong khuôn viên của ngôi chùa. Thì bước vào khuôn viên của ngôi chùa là có những cái ký hiệu và những cái ký tự biểu tượng để chúng ta có thể là giữ cho ngôi chùa thanh tịnh nè, đi nhẹ nói khẽ. Đấy là một cái biểu tượng hành động rất là tốt đẹp ha. Đó. Thì ở bên đây có những cái hàng cây rất là xanh mát và đẹp luôn. Bên đây là có một cái tượng mẹ Quán Thế Âm được để phía trước ngôi chùa. Khuôn viên của ngôi chùa cũng tương đối cũng rất là rộng. Và kế bên ngôi chùa thì cũng có một cái ngôi nhà. Thì bên trong đây là khu vực của chánh điện. Do là ngôi chùa đang trong quá trình hoàn thành và sửa chữa, chưa được hoàn thiện. Thì hôm nay trong các anh em gia đình tuổi trẻ hôm nay đến chùa để cùng nhau làm công quả và phụ giúp quý sư cô để là dọn dẹp ngôi chùa. Thì ở bên trong đây là có một cái khu vực chánh điện. Thì cái chánh điện này là bên trong có mà cô giáo Dung rồi là Mơm. Đây là Mơm đó là trưởng ban chủ nhiệm của gia đình tuổi trẻ Sen Vàng, ban chủ nhiệm nha. Đó, thì Mơm đang sinh hoạt cho các bé tập chuẩn bị cho ngày 11 tháng 6 đúng không? 11 tháng 6 quốc tế thiếu nhi á. 2 1 2 1 2 mình bước qua bước nhỏ thôi con, bước qua 1 2 1 2 rồi các con tay cầm hoa lên nè, mình cầm hoa sen lên nè, rồi mình hát nha. Ai yêu mình đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhì đồng. À,
tức là thần Long hộ pháp. Anh này anh đang làm hai cái chân để cái hai vị thần Long hộ pháp trước ngôi chùa, trước chánh điện mọi người ha. Thì bây giờ Bảo Phát sẽ đi ra phía sau xem mọi người trong gia đình tuổi trẻ sen vàng sinh hoạt phía sau như thế nào. Thì phía trước bên kia ta thấy có một cái bạn trong gia đình tuổi trẻ đang quét rác nè, đang quét rác xung quanh khuôn viên của chùa đây. Bạn này làm việc rất là chăm chỉ luôn. Hello, bạn tên gì nhỉ? Chị tên gì? Xin chào, mình tên Châu. Mình tên Châu hả? Chị tên Châu, chị tham gia vào gia đình tuổi trẻ lâu chưa? Mình khoảng thời gian ạ. Được 2 tháng, 3 tháng hay 1 năm? Dạ, 1 tháng gần đây. Mà lúc trước là mình xin tham hoạt, sinh hoạt được mấy năm ạ. Mấy năm rồi hả? Dạ. Rồi ngày hôm nay đến đây để cùng nhau sinh hoạt, rồi dọn dẹp khuôn viên chùa. Cảm thấy mình có cảm thấy thích công việc này không? Hay là mình có muốn là góp cái công sức gì ngày hôm nay cho đạo tràng chùa Tân Phong không? Mình rất vui khi tham gia với gia đình tuổi trẻ vì góp một phần sức lực của tuổi trẻ mình để cho môi trường sạch đẹp hơn. Ngoài ra cũng muốn gửi gắm đến một phần ý nghĩa là cho các bạn trẻ sau này và mọi người chung tay bảo vệ môi trường để có một thiên nhiên được trong sạch. Rồi xin cảm ơn chị Châu rất là nhiều ha. Cảm ơn. Bây giờ Bảo Phát sẽ đi ra phía sau nữa, thì phía sau còn rất là nhiều các bạn trong gia đình tuổi trẻ đang làm việc rất là năng động, siêng năng. Đi bay khu vực đây là ta có thấy các bạn này đang làm gì đây hả? Đang làm gì á? Đang cào đất ra chậu hả? Bên đây là có Tình nè. Đây có chị Khuyên nè. Chị Khuyên làm việc rất là chăm chỉ luôn đó. Chứ bây giờ chị Khuyên sẽ bơi cái chậu lên nè. Đây là chị Khuyên nha. Hôm nay là thật sự là chị Khuyên là một người rất là nhiệt huyết trong công việc luôn. Không, chị Quyên đã động vận động tất cả các anh chị em trong gia đình tuổi trẻ. Cái rễ này nó bấm cái này nè. Không phải đâu, Bảo Phát bê mới được. Nè, Bảo Phát cầm đi, Bảo Phát bê coi nè. Cầm cái này. Để sao cái rễ này nó bấm á. Thôi phá luôn đi. Phá luôn, đập luôn. Được. Tôi phải để ghê lắm, đúng rồi, phá luôn đi. Thôi mày đi bộ bánh, người ta làm đi. Đó, mọi người thì bây giờ là mọi người đang làm việc nè. Chào các con. Các con đứng lại xíu coi các con. Các con tập sinh hoạt nãy giờ trong đó đúng không? Hả? Có tập sinh hoạt không? Nãy có tập sinh hoạt trong đó không? Đó hả? Sao các con tập được chưa? Tập được rồi, nhớ ngày 1-6 múi cho tốt nha. Đây là chị Khuyên, chị Hồng nè. Chị Hồng đang đào cái lỗ gì đây? Trồng cây mãi. Trồng cây sao đào cái lỗ gì giống như là cái này gọi là cây bả hả? Cái này cây bả. Ủa cái lá nó bự quá ha. Cái lá rất là bự luôn. Trời ơi nè. Mọi người làm từ nãy giờ làm rất là nhiều luôn. Cũng làm gần xong hết các công việc rồi. Do chị Khuyên, chị Tâm, chị Hoa nè. Trời ơi, kiến lửa quá trời luôn á. Trời ơi, cái này không dám xịt luôn. Xịt là mình sát sanh á, không xịt được. Hả? Giờ mình xịt là mình sát sanh á, không xịt được. Bên này là có một cái khuôn viên vườn chuối nữa nè. Bên đây là có một khuôn viên quyên. Bây giờ là cái này mình sẽ dọn sạch luôn. Hôm nay là gia đình tuổi trẻ là sẽ dọn sạch chỗ này và gom tất cả cái rác trong này ra luôn, để cho sạch chỗ này, để chỗ này làm cái kho. Nó làm cái kho, dọn hết luôn, đập cái bức tường này hết. Rồi những cái máy tôn này mình cũng dọn luôn. Phía sau là nó có những cái hàng cây nè, rất là mát luôn. Được trồng rất là nhiều chú sứ. Này chú sứ với ông bố hả? Chú sứ. Vô hết cái công viên này là cũng được rộng á, mọi người ạ. Phía sau trồng rất là nhiều loại trái cây ăn trái nè. Gia đình tuổi trẻ mà lên đây là có xài nè. Có cây xài nè, có chuối nè. Có mít nè. Có quá nhiều trái cây luôn ha. Chuối này tốt quá là tốt luôn. Bây giờ Bảo Phát sẽ bắt đầu vào cái công việc. Thì Bảo Phát sẽ ngưng cái video ở đây. Bảo Phát sẽ tiếp tục về công việc hỗ trợ mọi người, cùng mọi người làm những công việc còn lại. Bảo Phát xin chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người cái video tiếp theo.
Và rất mong mọi người hãy đăng ký kênh cho Bảo Phát và chia sẻ cái video này, lan tỏa cho khắp mọi người cùng biết và cùng nhau tham gia vào trong gia đình tuổi trẻ để làm sao gia đình tuổi trẻ phát triển mạnh hơn và có nhiều cái thành viên mới cũng như là có nhiều bạn được tham gia vào trong gia đình trẻ cùng nhau phụ quý thầy quý sư cô trong thời gian sắp tới. Xin chào tất cả mọi người ạ. Sao rồi, gãy cây. Đấy, mọi người cứ làm việc đi nha. Mọi người cứ làm việc đi. Bên cạnh đó có chị Viên lo. Mọi người cứ làm việc đi. Đi đâu à, giục rác hả? Đây là khu vườn bé nhỏ xinh xinh của đạo tràng Tân Phong. Đây là đạo tràng chùa Tân Phong này, có nguyên một vườn chuối luôn. Chuối cũng đang ra trái luôn, mà tuổi trẻ hôm nay là ngày 29, hôm nay rằm á, cuối tháng tuổi trẻ lên đạo tràng chùa Viên Phong để làm phụ giúp với sư cô dọn dẹp. Chuối có nhiều trái lắm nè. Chị Khuyên ơi. Dạ. Chị Khuyên. Dạ. Chị quay ra đây. Chị nói gì đi. Trời ơi nè, hai bạn ha, tụi trẻ lên nè đó, trời ơi nhiệt tình không đó. Chị Tình đây hả? Đây chị Tình nè. Bé này tên gì quên rồi ta? Ngọc hả? Trang hả? Hôm bữa đi. À đây là chị Tâm, bạn chị Tình mới tham gia gia đình tuổi trẻ nè. Cái này kia luôn nữa. Cái này, cái này để trồng cây mà. Không đưa đâu mà hết. Cái chậu trồng cây đó. Còn tại đi em. À, lên hôm nay lên đây toàn những bạn là toàn những bà chị em phụ nữ không à. Nam không có ai, có mình bố Bảo à. Đây là khuôn viên của ngôi chùa Tân Phong. À, đạo tràng chùa Tân Phong. Đây có một bạn tuổi trẻ đang quét rác đây. Đó. Đang quét rác nè. Lập công bồi đất nè. Đây là phía trước của ngôi chùa. Bố Bảo thì đang ngồi nghỉ ngơi. Đây là có tượng mẹ nè. Vô. Dạ, trẻ dùng đi làm hết. Vô.
chưa chặt để cho nó bớt mũi. Kéo xuống dưới luôn à. Giờ mình chặt cho nó bớt mũi. Cây gì đây nhà, cây nó cứ đi sâu, cây cao. Cao. Không, cái này không phải thu đâu. Mà cái này bây giờ chắc là cắt. Ờ đúng, để cái kia bà kia bãi lấy củi nha. Lấy củi. Ừ, cho nên là cắt cho mình, cho nó bớt lá ra thôi, xong rồi bắt đầu để cái con kia con củi. Không, mà có khi là để cho bên này nghỉ, để con đấy cứ để đây rồi bà rồi con kia con sẽ lấy được. Cô lấy củi cho cô ạ. Rồi để cho nó khô dần. Đây là mấy cái này. Đây các bạn, cái lượng điện về vô đây không? Đưa cho nó cột đi cô, nó có móc mấy cái nhánh đây nè. Cơm trà xuống dưới đi. Cơm trà xuống dưới. Chặt cái gì, chặt cho nó dọn lại, cho nó đỡ bố, mũi dễ lắm. Không, cứ để đây rồi về, cứ để đấy luôn nè. Cái này gom với bỏ luôn đi cô. Hả? Cái này gom với bỏ đi đây để làm gì? Kiếm, không. Ê, cô kiếm nhiều lắm. Kiếm nhiều lắm, cô hiểu quá. Không, cứ để nó đi. Cô xong rồi để cho nó khô. Gom bỏ đi đúng không? Cô kia cô tự lên đem về. Cô đừng gom vào, kiếm nhiều lắm. Kiếm vàng nhiều. Đây này nó cứ hay rớt cái cành như vậy. Chứ làm cái đói rồi vô ăn cũng thi. Ở cho mình vô ăn.